Vật lý lớp 12, bài 18, động cơ không đồng bộ ba pha. Động cơ điện là một trong những đóng góp vĩ đại nhất của khoa học và công nghệ. Chúng tồn tại ở mọi góc độ của cuộc sống, từ hoạt động máy bơm, thang máy, cần cẩu và nhiều thiết bị quan trọng khác. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá cách hoạt động của động cơ này và tìm hiểu sâu hơn về công nghệ đằng sau chúng. Hãy xem xét một ví dụ thú vị sau đây một năm châm chữ U xoay đều quanh một trục thẳng đứng. Khi năm châm quay, nó tạo ra một từ trường quay. Trong từ trường này, chúng ta đặt một khung dây dẫn cứng mà khung có khả năng quay xung quanh trục. Khi năm châm quay, khung dây trong từ trường này tạo ra một dòng điện Y. Theo Lenser, từ trường này tác động lên khung, tạo nên một lực làm cho khung quay. Nhưng có một điều thú vị xảy ra khi khung tăng tốc từ thông qua khung giảm làm giảm cường độ dòng điện Y và đồng thời làm giảm lực tác động. Kết quả, khung quay chậm lại. Khi khung quay chậm lại, thì từ thông qua khung lại tăng, làm cho cường độ dòng điện và lực tăng trở lại. Cuối cùng, khung sẽ không bao giờ đuổi kịp được tốc độ quay của từ trường. Thay vào đó, nó sẽ quay với một tốc độ cụ thể nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Chúng ta đã thấy các nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ qua ví dụ trên. Đối với động cơ không đồng bộ ba pha, nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Giờ chúng ta hãy cùng khám phá cấu tạo của máy. Máy bao gồm hai bộ phận chính là rotor và stator. Rotor là một khung dây dẫn có khả năng xoay dưới tác động của từ trường quay. Nó được tạo bởi nhiều thanh kim loại song song xếp thành các lớp hình trụ, nên được gọi là rotor lồng sóc. Stator là một bộ phận tạo nên từ trường quay và bao gồm ba cuộn dây đặt tại ba vị trí trên một vòng tròn và cách nhau 120 độ. Khi dòng 3 pha đi qua ba cuộn dây, thì sự kết hợp của từ trường tạo ra từ ba cuộn dây tạo nên từ trường quay. Rotor lồng sóc nằm trong từ trường quay này sẽ bị quay theo, nhưng với một tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Chuyển động này của to sẽ được tận dụng để làm quay các máy và thiết bị khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.